Xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Ở cuối tập 35, sau khi Khổ Kiền trưởng lão đi tới cùng Tô Thiên trưởng lão hợp lực, cuối cùng họ cũng thành công vây nhốt con hỏa mãng kia lại. Tuy nhiên, ngay khi mọi người còn chưa kịp vui mừng thì ở phía xa, Hàn Phong đã ngay lập tức cùng đám người của Hắc Giáp vực đi tới. Bởi vậy, ngay lập tức, xưng cá trình phong ấn lại, toàn bộ trưởng lão của Giả Nam Học Viện đã ngay lập tức xếp hàng chỉnh tề ngay đón địch nhân. Còn Hàn Phong nhìn Tô Thiên trưởng lão, trên tay xuất hiện dị hỏa, hắn ta cười mỉa mai sau đó nói: "Dị hỏa chính là thiên địa kỳ vật, các ngươi lại đem nó phong ấn ở đây. Ta thân là luyện dược sư, dị hỏa trong lòng chúng ta như một loại tín ngưỡng. Cho nên, Hàn Phong muốn mời đại trưởng lão phóng thích dị hỏa, không nên nhốt lại nữa." Nghe thế vậy, Tô Thiên trưởng lão dùng âm thanh giảng đua mà đánh thép cũng ngay lập tức đáp lại, khiến tình hình càng thêm căng thẳng. Ở phía dưới, Tiêu Phiêm chứng kiến dị hỏa xuất hiện, anh ấy vô cùng ngạc nhiên. Thế nhưng, ở bên trong giới chỉ, sức lão còn dao động mãnh liệt hơn. Thì ra, cái tên Hàn Phong này cũng tu luyện phần quyết. Thế nhưng, thứ mà hắn tu luyện cũng chỉ là tàng quyển mà thôi. Ngay từ đây, ánh mắt Tiêu Phiêm trở nên băng lãnh. Nắm chặt tay, anh ấy nói với Dược Lão: "Yên tâm đi lão sư, chuyện thanh lý môn hộ này cứ giao cho ta làm." Nương theo ánh mắt Tiêu Phiêm nhìn lên, ở trên bầu trời, lúc này tình hình cũng đã trở nên vô cùng căng thẳng. Và rốt cuộc, sau một hồi võ mồm, cả hai bên không bên nào chịu nhường bên nào. Bởi vậy, một trận chiến khốc liệt đã liền nổ ra. Lúc này đây, trên người cường giả của hai bên, đấu khí đang ngay lập tức đại phóng. Sau đó, lấy tốc độ cực kỳ kinh khủng, họ liền lao về phía đối phương mà chiến. Ở giữa không trung tràn ngập loại màu sắc đang lao vào nhau, rất nhanh họ đã chia nhau ra giao chiến với đối thủ của mình. Trong trận chiến này, những vị trưởng lão có cấp bậc thấp cùng với đám người của Viêm Tông, Huyết Tông cùng với Bát Phiến Môn rất nhanh đã lao vào nhau mà chiến. Còn ở bên cạnh Hàn Phong cùng Hồ Kiên trưởng lão, rất nhanh đã có những va chạm. Lúc này đây, dưới chân Hồ Kiên trưởng lão, như chiếc dây leo dẻo dai tự như mãng xà đã ngay lập tức phóng tới người tên kia và tấn công mãnh liệt. Tuy vậy, Hàn Phong lúc này rất nhanh đã né tránh toàn bộ công kích đó. Sau đó, trên tay hắn ta, một cây kiếm đã liền xuất hiện chém thẳng về phía Hồ Kiên, khiến vị trưởng lão kia phải thi triển phòng ngự để đón đỡ. Còn ở gần đó, Tô Thiên trưởng lão rất nhanh cũng đã gặp được đối thủ của mình, đó chính là Kim Ngân Nhị Lão, hai tên đứng đầu hắc bảng của Hắc Vực. Có thể nói, trận chiến này là vô cùng gay cấn. Trong công chung, từng đòn va chạm nhanh như chớp giữa hai bên diễn ra, khiến người xem cũng phải chóng mặt. Tuy nhiên, cũng vì sự mạnh mẽ này, Tư Viêm vốn trốn sau một mỏm đá cũng bị bại lộ, bởi vậy anh ấy đang ngay lập tức phải tránh né. Thế nhưng, ngay khi Tư Viêm bay lên không trung thì gần đó, Phạm Lao đã ngay lập tức cảm nhận được luồng khí tức đã lấy mạng con trai mình. Nhanh chóng quay người lại, nương theo đó, một đòn công kích của hắn ta cũng đã ngay lập tức bắn thẳng về phía Tư Viêm. Bởi vậy, Tư Viêm rất nhanh cũng phải dùng ra tam thiên lôi động, nhanh chóng tránh né khỏi công kích của tên kia. Tuy vậy, tên kia lúc này đã trở nên cuồng bạo, hắn tìm kiếm một năm nay, rốt cuộc cũng tìm thấy người đã lấy mạng con của mình. Bởi vậy, ngay lập tức, hắn ta liền phóng người về phía Tiêu Viêm và truy đuổi cực kỳ gắt gao. Giữa không trung, một xanh một đỏ, hai người cứ thế lao vào nhau, một người truy đuổi còn một người chạy trốn. Ở phía dưới, chứng kiến Tiêu Viêm xuất hiện cùng một gã đấu hoàng đối chiến, mọi người không khỏi khâm phục nam nhân kia. Thật không ngờ, trong lúc nổi việc nguy cấp, Tiêu Viêm lại chủ động ra tay cứu nguy. Điều này đã làm bọn họ sôi lên một dòng máu nóng. Còn Tiêu Viêm, sau một hồi cùng với Phạm Lao đuổi nhau ở trên không trung, cuối cùng hắn ta cũng đuổi kịp tiểu tử kia. Ngay lập tức, một tấm lưới màu đỏ rực đã ngay lập tức chặn đầu Tiêu Viêm lại và bao phủ lấy anh ấy ở bên trong. Sau đó, vận đấu khí trong cơ thể, nhưng theo đó, huyết mâu trên tay hắn ta chỉ trong giây lát đã phá không bay thẳng về phía Tiêu Viêm. Từng giây trôi qua, huyết mâu đã ngày càng gần, Tiêu Viêm rất nhanh đã cảm nhận được nguy hiểm. Bởi vậy, anh ấy đã liền vận đấu khí trong cơ thể để đón đỡ. Tuy nhiên, cũng đúng vào lúc huyết mâu chuẩn bị lao tới người Tiêu Viêm thì ở phía xa, Tử Nghiên cùng với Lâm Tu Nhai và Liễu Kình đột nhiên xuất hiện cùng nhau đánh văng đi huyết mâu trước mặt Tiêu Viêm. Chứng kiến chuyện này, Tiêu Viêm vô cùng giật mình. Thế nhưng, sau khi nghe thấy lý do mà ba người kia giúp đỡ mình, anh ấy cũng không khỏi bối rối. Tuy vậy, chuyện đã đến nước này cũng chỉ có thể chiếm một trận và đánh bại tên kia mà thôi. Bởi vậy, nhờ ba người kia cầm chân Phạm Lao, Tiêu Viêm đang ngay lập tức chọn cho mình một chỗ và mau chóng hồi phục lại cơ thể. Còn ba người kia, giờ đây, một trận hỗn chiến giữa họ và Phạm Lao đã liền diễn ra. Trong không trung, công kích của ba người thay nhau va chạm, khiến tên kia cũng phải liên tục chống đỡ. Có thể nói, sự phối hợp của ba người là vô cùng ăn ý, chỉ trong phút chốc, Phạm Lao đã có chút khó chịu. Và sau một buổi thăm dò, rốt cuộc, đòn công kích mạnh nhất của ba người kia cũng đồng thời tung ra. Nhưng theo đó, từ trên người Lâm Tu Nhai, một thanh kiếm khổng lồ xuất hiện, sau đó xé gió lao về phía trước. Đồng thời, trên tay Liễu Kình, cây thương của anh ấy cũng đang ngưng tụ đấu khí mạnh mẽ nhất, sau đó công kích liền bắn thẳng về phía tên kia. Trong khoảnh khắc va chạm, Phạm Lao đang ngay lập tức bị chấn bay ngược lại. Hắn cũng không ngờ hai tên mới nửa bước tiến vào đấu vương lại mạnh vậy. Tuy nhiên,
Ngay khi hai đạo công kích kia chấm dứt, thì ở phía xa, Tử Nghiên cũng đang ngay lập tức phóng tới tung quyền đấm trúng mặt của tên kia. Đón nhận liên tiếp ba đòn này, tên kia sắc mặt cũng liền biến đổi. Hiển nhiên, hắn ta đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Ngay lập tức, huyết mâu trên tay liền tỏa ra một màu đỏ rực. Sau đó, ở trên bầu trời bỗng dưng xuất hiện một biển máu. Từ bên trong nó, hai lợi chảo đã liền phóng ra lao về phía Liễu Kình và Lâm Tu Nhai, chấm bay hai người kia về phía sau, khiến họ bị thương nặng. Thế nhưng chưa dừng lại, từ trong biển máu kia, một thanh âm cuồng bạo đã vang lên. Sau đó, một đòn tuyệt sát đã liền phóng về phía Tử Nghiên công kích. Lúc này đây, thủ ấn lao như tên tiến tới người khiến Tử Nghiên cũng không kịp né tránh. Tuy vậy, ngay khi công kích tới sát người Tử Nghiên thì đột nhiên, ở phía xa, đột nhiên xuất hiện một tiếng sấm rền vang. Sau đó, một thanh ảnh xuất hiện như điện xẻ qua, liền đập tan đi huyết ấn ở phía mặt nữ nhân kia. Chứng kiến chuyện này, tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng, thật không tưởng tượng được Tiêu Viêm lại mạnh mẽ như thế. Tuy nhiên, cũng vì sự xuất hiện của anh ấy đã làm tất cả phải chú ý. Bên Hàm Phong, sắc mặt của hắn ta không vui chút nào. Còn bên phía Giả Nam Học Viện, những vị trưởng lão có được sự trợ giúp của Tiêu Viêm cũng không khỏi khoái chí cười lớn. Cũng vì vậy, lúc này trận chiến càng quyết liệt hơn. Hiển nhiên, Hàn Phong hiểu, càng dây dưa thì hắn ta cũng sẽ càng bất lợi. Còn Tiêu Viêm, nhìn ba người Tử Nghiên đã yếu dần, anh ấy cũng ngay lập tức bảo họ rời đi, nơi này cứ để anh ấy lo. Nghe thấy vậy, ba người kia không khỏi ngạc nhiên, càng đặc biệt hơn, chứng kiến hơi thở của đấu khoảng trên người Tiêu Viêm, bọn họ cũng không tin được. Tuy vậy, rất nhanh, làm theo lời Tiêu Viêm, bọn họ cũng nhanh chóng bay xuống dưới và cùng với đám người Lâm Diễm theo dõi trận chiến. Còn Tiêu Viêm cùng Phạm Lao, lúc này đây, hai người mặt đối mặt. Sau đó, một cuộc khẩu chiến giữa cả hai đã liền diễn ra. Và sau một hồi căng thẳng, cuối cùng trận chiến cũng nổ ra. Lúc này đây, từ phía người Phạm Lao, một cột máu cũng liền xuất hiện giữa không trung. Sau đó, thân thể hắn cũng dần trở nên hư ảo và cuối cùng liền biến mất trong hư không. Chứng kiến chuyện này, Tiêu Viêm khẽ nhếch miệng. Từ trên tay anh ấy, hỏa diễm cũng liền bạo phát. Ngay sau đó liền phóng tới cột máu kia và thiêu đốt nó. Cũng vì vậy, hồ máu kia nhanh chóng bốc hơi và dần thu hẹp lại. Ở phía xa, cảm nhận được hỏa diễm trên người Tiêu Viêm, không ít người nhìn thấy cũng phải kinh ngạc, nhất là Hàn Phong. Nhìn Tiêu Viêm, hắn ta có chút khiếp sợ, hắn ta thật sự cũng không tưởng tượng được người kia còn trẻ như vậy, thế nhưng lại có được một loại dị hỏa. Tuy nhiên, cũng vì chuyện này, lòng tham của hắn ta lại nổi lên ý đồ muốn chiếm đoạt thanh liên điện tâm hỏa trên người của Tiêu Viêm. Còn Tiêu Viêm, anh ấy thì vẫn không biết Hàm Phong đang rất chú ý tới mình. Hiện tại, anh ấy vẫn đang tập trung dùng hỏa diễm thiêu đốt tên kia. Và rồi sau một hồi bị hỏa diễm của Tiêu Viêm thiêu đốt, Phạm Lao rốt cuộc cũng không chịu được nữa. Bởi vậy, ngay lập tức, từ trong hồ máu kia, thân ảnh của hắn đã ngay lập tức xuất hiện và thu lại hồ máu kia vào trong cơ thể. Cuối cùng, mang theo lợi chảo, hắn ta liền đánh thẳng về phía Tiêu Viêm. Còn Tiêu Viêm, trên tay anh ấy, thủy trọng xích lúc này cũng đã đỏ rực. Rất nhanh, anh ấy đã cầm nó đập thẳng tới người tên kia. Đến đây thì hết tập 36/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.